Rồi ok, hello anh em. Hôm nay là thứ 6 và chúng ta sẽ đến với chuyên mục Hôm nay xem gì. Ở video này thì không phát lý gì, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ đăng 2 video. Và vào lúc 12 giờ ngày hôm nay mình sẽ đăng thêm một cái nữa. Và ở cái video đấy thì mình sẽ phát cái lì xì thứ hai. Và mình có một lưu ý với các bạn là như thế này. Video ngày hôm qua mình đăng tải do là mình đã quên mất không comment vào cái video đấy. Thế nên là toàn bộ những cái comment mà các bạn đã comment trước đó rồi đều sẽ được tính nhá. Thì đấy, video ngày hôm qua là một trường hợp ngoại lệ. Còn từ lần sau chúng ta sẽ chơi đúng luật nhá. Mình giải thích lại cho các bạn để các bạn nắm rõ hơn. Ok. Và hôm nay chúng ta sẽ xem cái gì? Xem rồi biết nhá. Xem chơi xếp hình à? Không phải đâu các bạn ạ. Quan trọng ấy là... Đây. Cay thế nhỉ? Kìa. Chọc vào luôn đi. Ok. 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 Trượt đi. Ok. Cay nhở. Không khớp với nhau à? Ô. Ô. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ xem những video đem lại cho chúng ta những cảm giác cay cú và khó chịu. Wow. 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 Vai cả trưởng ạ. Cay thế nhỉ. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đây. Cái cảm giác khó chịu. Dạ. Đây là một điều vô lý trong cuộc sống. Rõ ràng là tôi cắm cái USB vào, nó không vào được. Tôi xoay nó 180 độ để tôi cắm vào một lần nữa nhưng vẫn không được. Magic các bạn ạ. Sau cái đấy tôi mới phát hiện ra là tôi cắm nhầm ổ. Kìa, 4.000 euro, 40 euro. Chắc chắn là sẽ đạt được 40 euro. Đây. Cay nhé. Giọt nước à? À, cái ly. Ok. Ok. Ok, cho tao xem nốt đi. Cho xem nốt cái xem nào. Sắp rồi. Một chút nữa thôi. Cay. Không ăn ớt mà cũng cay. Đây. Tôi ghét cái cảm giác đấy lắm luôn đấy. Nó cứ bị bẩn bẩn đấy. Nó cứ bị dính dính. Tại sao tao bóc một phát mà không ra hết tình hình. Ít. Ít. Quá à, đấy bẩn. Ê. Yeah. Trứng vỡ à. Ừ, cái cảm giác này cũng khá cay. Download là 90. Ê, cảm giác này ngày xưa tôi hiểu. Hồi đấy mình tải game nó không có Steam như bây giờ. Nó không có Steam như bây giờ đâu. Ngày đấy nó phải tải file game về nhá. Có những con game cực kỳ nặng. Thế là mình tải về cũng phải được 80-90% rồi. Nó fail. Mẹ nó cay. Tại vì là trước đó là tôi không kiểm tra là cái ổ cứng của mình nó còn đủ dung lượng không. Hoặc là có hàng vạn cái lý do khác. Túm lại là cay. Đây. Ờ. Đây, đây. Cái này là không cay lắm, chỉ là do bạn ném ngu thôi. À đây, tháo xịt à? Khó chịu nhỉ. Video vừa nãy đã đủ khiến bạn cay chưa? Nếu chưa cay, xem tiếp. Tôi vẫn cảm thấy là bản thân mình có thể chịu được. Chỉ là hơi cay cái quả mà 99% thôi. Thực sự cay cũng chịu được. Cuộc đời game thủ tải biết bao nhiêu game rồi. Xong lỗi cái bực mình. Tô cho nó nét vào. Đúng rồi, nét vào, chuẩn. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Chỉ là tô một cái hình tròn thôi mà. Có gì khó đâu đúng không. Tô nét vào, chuẩn rồi. Chuẩn, chuẩn. Ok, khá, đúng rồi đấy. Khó chịu thế nhỉ.
Đừng tô ra ngoài, khó chịu vãi loèn. Ô kìa, rơi xuống. Khi bạn quá đen. Những cái này chúng ta cũng đã vừa được xem rồi, chỉ là người ta làm lại bằng hoạt hình thôi. Đấy, có chữ thế. DVD. Ok à? Anh em thế hệ 9X. Cái này tôi thề với các bạn là anh em phải thế hệ 9X mới biết cái trò này. Ngày xưa làm gì có mạng. Cái thời mà tôi chơi cái máy tính mà ở nhà tôi ấy, là thời đấy là tại vì là sợ tôi chơi điện tử, thế nên là phải rút mạng ra đúng không? Thì ở trong máy nó chỉ có cái trò này thôi. Và nó cay một cái thể loại là nếu như cái hòn bi mà nó rơi đúng vào giữa hai cái que đấy thì bạn không thể nào cứu được cái hòn bi đấy luôn. Bực mình thật sự. Bẹt. Tôi luôn luôn phải trả thêm tiền cho cái số xăng mà tôi được đổ vào bình các bạn nhé. Ủa kìa, sao lại cắt chéo chéo thế? Kìa, đẹp. Đã là hình tròn rồi thì người ta phải cắt vào tâm. Người ta phải cắt vào tâm bánh thì mới chia đều được. Định phá cách à? Người thành công luôn có lối đi riêng à? Cái đấy chỉ các bạn có chính thế. Ngoài cái vấn đề là chúng ta phải tìm được cái điểm nào để mình rút cái cuộn băng keo này ra. Ê, mùi bạn ơi, mùi. Đừng làm thế rất mùi nhá. Ui, ý, thế cả lít ạ. Người ta khi cắt hành ấy, người ta phải đeo bao tay hoặc là rất là phải rón rén để cái mùi nó không ra tay. Thế nên là khi mà nhìn cái này thì nó rất khó chịu. Đây. Dao cùn thì mua cái mới đi. Cắt nát bét ra. Ghét thế nhỉ. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau xem những hình ảnh gây khó chịu. Đang đẹp đẽ thế này mà nó lại có một cái chai nó ngược vào trong. Cáu. Ui. Cái thằng làm cống nhá. Mày đậy cái nắp cống nó tử tế vào. Em tin dữ, thằng nào lát quả nền này. Ui trời. Thề luôn ý. Nó chỉ cần chỉn chu một chút thôi là nó lười đến thế là cùng. Đây, lại còn thế này nữa. À, cái này nó rắn ngược à? Thế là mỗi lần tôi muốn đọc là tôi phải nghẹo nghẹo như này à? Mẹ. Thằng nào thiết kế quả? Tại sao mày phải lòi ra đây thêm một đoạn nữa? Cáu thế à? Đây là tôi kiểu gì tôi cũng sẽ nắn cho. Một là cái cửa này nó phải thẳng với cái này. Hai là cái dưới này nó phải thẳng với cái cửa của tôi. Chứ nhìn như thế này là tôi không bước vào nhà được. Mẹ, cuộc sống đúng không hoàn hảo. Đây, tại sao ông lại chọn? Thôi, cái này là quyền của người ta. Có chịu thích à? Ok à, còn một viên nữa cho nốt vào đi. Mặc dù chỉ là hình ảnh thôi nhưng tôi vẫn cay. Có chịu các bạn ạ? Đây, khi mà bạn là một cái người rất là cầu toàn, bạn muốn là mọi thứ bạn làm nó cũng phải hoàn hảo. Nhưng rồi bạn đã chuẩn bị đạt được cái sự hoàn hảo đấy thì tự nhiên cái tính cách lười biếng của bạn lại trỗi dậy và bạn quyết định làm nó như lèn. Tôi biết là có nhiều ông như thế. Coi chứ nhỉ. Mẹ, tại sao nó không đi vào giữa thì chứ? Bực thật sự. Ui. Tình trạng này có rất nhiều người đang mắc phải. Và tôi là một trong số những cái người đó. Tất nhiên là cái dàn máy của tôi nó không bừa đến mức như thế này.
nhá. Nhưng mà nó cũng ở một cái cấp độ nào đấy rồi, và tôi nghĩ là chắc hôm nào tôi phải bộ, tôi phải đi dây lại, tôi phải bó nó lại thôi chứ. Thế này chết. Tóc rối, tóc rối. Ôi. Cày tê nhờ. Không bao giờ tôi dùng quả bóng này để tôi chơi, vì tôi là một người cầu toàn. Tôi không bao giờ mua bộ Lego này vì nó không mà nào. Kể cả gói bánh này, tôi sẽ ăn từ trên này, tôi ăn đến đây thôi. Tôi không ăn miếng này, và tôi sẽ ăn nốt 3 miếng còn lại, vì tôi là người hoàn hảo. Đừng có đùa. Đây, cái từ này đọc là gì? Free. Từ này phải đọc là khi bạn dốt ngoại ngữ nhưng mà cứ thích chơi tiếng Anh đấy, nguy hiểm lắm. Biết đâu từ này nó cũng có nghĩa, đúng không? Nó không phải là cái từ fry, tức là lửa, nó có nghĩa khác đấy. Đây, thế tại sao lại phải có một cái chỗ như thế này? Có thể cái chỗ này là nó để xà phòng. Chịu. Mẹ thằng thiết kế nhá, thằng làm kiến trúc nhá. Lệch. Này, mẹ nhìn có cay không? Khó chịu. Úi dồi ôi. Người ta đã tinh tế đến cái việc là người ta vẽ cho các bạn những cái đường để các bạn chỉ việc cắt theo thôi. Có hiểu nhỉ? Con người chúng ta khó hiểu. Đúng là có não trái, não phải thì phải có những cái người kiểu nó bất bình thường ấy. Úi dồi ôi. Mẹ lệch kia. Là tôi thì tôi sẽ làm mọi cách để tôi kéo cho cái cánh cửa đấy nó thẳng lên. Cái gì đấy? Một bên là lemon juice, bên này thì là lime juice. Và tôi rõ ràng là tôi thấy là cái sản phẩm của cái lime juice nó phải ở bên cái lemon juice, và cái sản phẩm của lime juice thì nó phải ngược lại. Thế nó mới đúng. Quả chanh với cả quả thực ra đây là hai quả chanh các bạn. Ui dồi ôi. Này, mặc dù hình ảnh này nếu các bạn nhìn thoáng qua, các bạn sẽ không hề thấy nó khó chịu. Nhưng mà một khi các bạn đã nhìn kỹ vào cái đoạn này thì dần dần các bạn sẽ khó chịu. Khá là khéo đấy. Ui. Cáu thế. Cái vòng tròn này là tôi thì tôi sẽ vẽ lại cái vòng tròn cho nó đúng vào đây. Thế chứ lại. Đây, tôi sẽ bán cái nhà này ngay lập tức. Này, nhìn cái điểm tụ của nó này. Cái điểm tụ tức là nó chỉ cần một chút nữa thôi là nó hoàn hảo rồi, nhưng nó vẫn không chịu hoàn hảo. Thề luôn là kiến trúc mà tôi nhìn là tôi cay lắm. Center left right, center lại bên trái à? Sư cáu. Ui, thằng lát gạch nhá. Đây. Ít ra thằng này cắt nó trông nó còn đẹp đẹp. Ui. Trong tình huống này nên xử lý thế nào đây? Chắc là tôi thì tôi sẽ mở cái nắp ra và tôi sẽ moi bằng được cái viên màu xanh này các bạn. Tôi không thể để như thế được. Ui. Thế chỉ muốn xoay nó lại thôi. Tôi chỉ muốn xoay nó lại thôi. Lại còn thừa ra một đoạn. Ui ôi. Mẹ, chẳng nhẽ lại xây cái nhà mới. Đây, này. Cố tình à? Cố tình đúng không? Ôi mẹ, cố tình đúng không? Cố tình gì? Cày thế nhờ? Lệch này. Lệch này. Làm ăn chán lắm. Không hiểu kiểu gì. Rất nhiều những cái sự khó chịu ở đây. Cay lắm rồi đấy. Đấy, lại còn thế này nữa. Cố tình vãi cả trưởng. Từ đây mà nhảy sang đây. Nó phải gọi là hoàn hảo đúng không? Chỉ một chút nữa thôi. Đây, thằng cha này nó đã phát hành được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quyển sách. Và đến quyển sách thứ 8 thì ông quyết định là cho mặt mình to ra để tăng cái việc là nhận diện thương hiệu.
cay. Hoàn hảo. Vẫn hoàn hảo. Hoàn hảo, hoàn hảo. À, vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Phát đến cái đoạn này thì tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao lại không làm cho nó chỉn chu lên? Cáu thực sự. Có nhiều ông làm lúc đầu thì rất là chăm chỉ, nhưng càng làm thì càng lười. Ui, mẹ thề cái này nhìn khó chịu cực kỳ luôn. Cái chéo chéo này thì tôi nghĩ là phải bắt buộc thôi, nhưng mà nó vẫn khó chịu. Rồi, ok, và chắc là video này chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây. Cái sự khó chịu và cái sự cay trong tôi nó đang bùng phát rồi. Nếu mà xem nữa thì chắc là tôi phải gọi xe cứu hỏa đến các bạn ạ, để giải nhiệt cuộc sống. Và tôi nghĩ là 20 phút hay là khoảng một video cho những cái sự cay cú và khó chịu như thế là vừa đủ. Lâu lâu rồi tôi mới tìm được một cái chủ đề mà nó xuyên suốt trong toàn bộ một cái video hôm nay xem gì đấy như vậy. Và tôi hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Có thể là các bạn sẽ cay và khó chịu với video này, nhưng mà dù sao thì cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Đừng quên là nhấn like cho video và đăng ký kênh Pop Pro để ủng hộ mình sớm đạt được 1,5 triệu người đăng ký nhá. Mình rất mong là các bạn sẽ giúp đỡ mình, tại vì chỉ có cái sự giúp đỡ của các bạn mới có thể giúp mình đạt được mục tiêu đó mà thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và quan trọng nhá, để nhận được lì xì thì các bạn sẽ phải trả lời cái comment của tớ kiểu kiểu như thế này, đây này đấy, chúc mừng năm mới hay cái gì cũng được, xong rồi cái nga nha, ok nha. Đấy, bắt buộc phải trả lời cái comment mà Pop Pro đã ghim này này, được chưa, thì mới được tính nhá. Mình đã nhắc lại rất là nhiều lần rồi đấy, 12 giờ mình sẽ phát lì xì tiếp theo, ok. Đó, còn bây giờ thì bye bye, gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.